Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Và tương tự như những video clip trước thì trong video clip ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong lesson Looking Back Page 66 Unit 12, sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Và trong bài học này thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai nội dung, đó là Vocabulary và Communication. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, Vocabulary, Activity 1. Try the correct words to complete the phrase. Yêu cầu của bài tập 1 là các em hãy viết những cái từ ngữ đúng để hoàn thành những cái cụm từ sau. Thì đầu tiên, chúng ta có thể thấy đây là một hành động, đó là đang cắt cỏ. Thì chúng ta sẽ có từ đó là, động từ đó là cut the grass. Cut the grass có nghĩa là cắt cỏ. Và thứ hai, đây là một hành động nâng tạ. Thì nâng chúng ta có từ lift. Cho nên chỗ này cô sẽ điền đó là lift weight, có nghĩa là nâng tạ. Và tiếp theo, number 3, đây là đang pha trà thì sẽ là make tea. Tiếp theo, number 4, đây là một hành động đang giặt quần áo, sẽ là do the laundry. Cô sẽ điền ở đây đó là từ laundry. Laundry. Và tiếp theo, number 5, đây là đang rửa chén. Rửa chén thì chúng ta sẽ có cụm từ đó là wash the dish hoặc là do the dishes. Cô sẽ điền hai từ đó là wash hoặc do, có nghĩa là rửa chén. Và như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành một cách nhanh chóng xong hoạt động thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến activity 2. Fill the gap with the word from the box. Có nghĩa là các em sẽ điền vào những cái chỗ trống sâu với những động từ ở trong khung. Thì đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu những động từ ở trong khung. Thì trong khung chúng ta có những động từ sau. Thứ nhất, make có nghĩa là làm, understand là hiểu. Và thứ ba, guard có nghĩa là bảo vệ. Và thứ tư, recognize có nghĩa là nhận dạng, nhận biết. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau tiến hành làm bài. Đầu tiên, number 1, Robert will be able to our houses when we are away. Câu này có nghĩa là người máy thì có thể sẽ làm gì đó khi mà cho nhà của chúng ta khi mà chúng ta đi xa. Chúng ta có từ away, go away là đi xa. Thì chúng ta sẽ điền ở đây đó là từ bảo vệ. Sẽ bảo vệ sẽ là từ guard. Nội dung của câu này là những cái người máy thì sẽ có thể là bảo vệ cái ngôi nhà của chúng ta khi mà chúng ta đi xa. Và tiếp theo, number 2. My father never goes to the coffee because he can't coffee at home. Ba của tôi thì sẽ không bao giờ đi đến quán cà phê bởi vì ông ấy có thể cà phê ở nhà. Thì chúng ta có thể là làm cà phê ở nhà. Thì chúng ta sẽ có lời từ đó là make coffee. Chúng ta sẽ điền ở đây đó là từ make. He can't make coffee. Và tiếp theo, number 3. Do you own that I have said? Có nghĩa là bạn có thể gì đó những gì mà tôi nói hay không? Thì chúng ta sẽ điền từ ở đây đó là từ understand. Có nghĩa là bạn có hiểu tất cả những gì tôi nói hay không? Cô sẽ điền ở đây là từ understand. Và tiếp theo, number 4, câu cuối cùng, chúng ta sẽ điền đó là từ recognize. Và nó có nội dung đó là người máy thì sẽ có thể nhận ra được khuôn mặt của chúng ta, phải không? Recognize là nhận ra. Và như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong hoạt động thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là grammar, ngữ pháp. Activity 3. Read the complete the interview about home robots which will be able to or won't be able to. Yêu cầu của bài tập số 3 là các em hãy đọc và hoàn thành những cái bài phỏng vấn về cái người máy gia đình với cái công thức cấu trúc đó là will be able to có nghĩa là có thể và won't be able to là không thể.
Thì sau đây chúng ta có những nhân vật sau. Thứ nhất đó là interviewer, là người phỏng vấn. Tiếp theo đó là robot expert, có nghĩa là những cái chuyên gia về robot. Thì đầu tiên interviewer là người phỏng vấn. Người phỏng vấn robots are already in factory. Will people have robots at home? Có nghĩa là người máy thì đã có trong các nhà máy. Chúng ta có từ factory, có nghĩa là nhà máy. Vậy thì người ta sẽ có một người máy ở nhà hay không? Thì tiếp theo, robot expert là những cái chuyên gia về người máy trả lời. Yes, they will. Có, tôi nghĩ. Có, chúng sẽ có ở nhà. I think they do all of our house. Chúng ta sẽ điền ở đây. Đó là will be able to hay là won't be able to. Chúng ta sẽ cùng theo tìm hiểu về nội dung. Chuyên gia nói là có, chúng có, và tôi nghĩ là chúng có thể làm được tất cả những công việc nhà của chúng ta. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ điền đó là từ will be able to. Chúng ta sẽ điền ở đây là will be able to. Task 3. Number 1. Will be able to. Tiếp theo, interviewer, người phỏng vấn mới hỏi, mới nói là but they replace the personal computer, is that right? Có nghĩa là nhưng mà chúng sẽ gì đó thay thế cho máy tính cá nhân, đúng hay không? Chúng ta có từ replace, có nghĩa là thay thế. Thì trong này chúng ta sẽ điền đó từ won't be able to, có nghĩa là nhưng mà chúng sẽ không thể thay thế máy tính cá nhân, đúng hay không? Number 2, cô sẽ điền đó là won't be able to. Và tiếp theo, number 3, robot expert, những chuyên gia trả lời does too, but one day they use computer. Những chuyên gia mới nói là đúng thế, nhưng mà vào một ngày nào đó thì chúng sẽ có thể sử dụng máy tính. Cho nên câu số 3 cô sẽ điền đó là will be able to. Và tiếp theo, number 4. Interviewer tiếp theo, những người phỏng vấn hỏi là amazing, what are the things home robot do? Thật tuyệt, người máy gia đình thì sẽ có thể làm được những gì nữa? What are the things will be able to home robot will do? Able to do. What are the things will home robot able to do? Chúng ta sẽ điền đó là will be able to. Câu số 4, chúng ta sẽ điền chỗ trống đầu tiên là will, và tiếp theo đó là be able to. Thật là tuyệt, và những cái người máy gia đình thì có thể làm được gì nữa? Và tiếp theo, well, they will be able to do the gardening but they play sport and game with you. Có nghĩa là chúng có thể làm vườn, nhưng mà chúng sẽ không thể chơi thể thao và chơi trò chơi với bạn được. Cho nên chỗ này cô sẽ điền đó là won't be able to. Number 5, won't be able to. Và như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong activity 3. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến activity 4. Make questions with these words. What are the positive and negative answers to these questions?
Yêu cầu của bài tập số 4 là các em sẽ cùng nhau đặt câu hỏi với những từ sau và đâu là những câu trả lời phủ định hay khẳng định. Thì sau đây chúng ta có những câu hỏi. Number 1. Robot will make coffee be able to in the future. Và chúng ta sẽ cùng sắp xếp lại câu. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy đây là một dạng câu hỏi, câu nghi vấn, cho nên từ will sẽ được đặt lên câu. Và sau đó là cộng với chủ ngữ sẽ là robot. Và tới cấu trúc be able to, và sau đó tới động từ đó là make coffee. Và in the future chúng ta sẽ đặt ở cuối câu vì nó là một đặc điểm về thời gian. Task 4. Number 1. Will robot be able to make coffee in the future? In the future là những cái người máy robot thì có thể làm cà phê ở trong tương lai được hay không? Thì chúng ta có thể trả lời khẳng định sẽ là yes, yes they will. Còn phủ định thì chúng ta sẽ trả lời đó là no they won't. Đây là hai cách trả lời. Và tiếp theo number 2. Ride a bike, could he in year 6 when he was? Trong câu này thì cũng là một câu nghi vấn, nên chúng ta sẽ đưa cụm từ đó là could lên đầu câu và có chủ ngữ là he. Và sau từ could chúng ta có thể nhớ là nó là một cộng với động từ nguyên mẫu past form. Cho nên câu này chúng ta sẽ sắp xếp như sau: could he ride a bike when he was in year 6? Có nghĩa là anh ấy thì có thể đi xe đạp khi mà anh ấy học lớp 6 hay không? Thì cô sẽ ghi câu này như sau: could he ride a bike when he was year 6? In year 6. Và đối với câu hỏi này thì cô cũng có hai hình thức trả lời. Nếu như mà là câu khẳng định thì cô sẽ trả là yes, he could. Phủ định thì cô sẽ trả lời là no, he couldn't. Và tiếp theo number 3. Câu hỏi thứ 3. Chúng ta có thể thấy can được đưa lên đầu câu và tiếp theo chủ ngữ sẽ là you và động từ sẽ là do the dishes. Can you do the dishes? Nó có nghĩa là bạn có thể làm các món ăn hay không? Dishes trong trường hợp này chúng ta dịch là món ăn. Chúng ta cũng có hai hình thức để trả lời. Câu khẳng định thì sẽ là yes, I can. Hoặc no sẽ là no, I can't. Và đó là hai cách trả lời. Và như vậy là cô cũng đã tiến hành hướng dẫn các em xong hoạt động thứ tư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến activity 5. Try what you could do when you were 10, what you can do now, and what you will be able to do after you finish year 6. Yêu cầu của bài tập số 5 là các em sẽ viết những gì mà các em có thể làm được khi mà các em 10 tuổi và những gì các em có thể làm được bây giờ và những gì các em sẽ làm được ở sau khi mà các em học xong lớp 6. Thì sau đây là một ví dụ. When you were 10 years old, khi mà bạn 10 tuổi thì I could swim là tôi có thể bơi. Now I can draw a picture, bây giờ thì tôi có thể vẽ một bức tranh. After you finish year 6, sau khi mà bạn học xong lớp 6 thì I will be able to play the guitar,
là tôi sẽ có thể chơi được đàn guitar. Thì sau đây cô sẽ tiến hành làm một ví dụ về bài tập này để các em có thể tham khảo. Task 5. Đầu tiên đó là khi mà tôi 10 tuổi thì chúng ta sẽ trả lời là I could try a bike. Tôi có thể đi xe đạp hoặc là tôi có thể speak English. Hoặc là tôi có thể leo cây sẽ là climb a tree. Và đó là ví dụ về khi tôi 10 tuổi. Và tiếp theo bây giờ thì chúng ta có thể là I can drive a car. Tôi có thể lái xe đạp. Cô xin lỗi, cô có thể là lái xe hơi hay như là tôi có thể play the piano, chơi piano. Và bây giờ tôi có thể chơi piano nè, hoặc là swim. Và tiếp theo, sau khi mà tôi kết thúc, các em có thể bổ sung thêm nhiều ý kiến của mình. Và sau khi mà tôi kết thúc xong lớp 6 thì ai? Sau khi kết thúc xong lớp 6 thì là một khả năng trong tương lai, cho nên cô sẽ sử dụng đó là I will be able to play chess. Có thể là chơi cờ. Chơi cờ hay là chơi bóng chuyền là play volleyball và vân vân. Thì đây là những ví dụ mà các em có thể tham khảo. Và mục đích của bài tập này đó là giúp các em có thể ghi nhớ lại những kiến thức. Đó là chúng ta sử dụng could để nói về một khả năng ở trong quá khứ, và can là để nói về một cái khả năng ở hiện tại chúng ta có thể thực hiện được. Và tiếp theo, will be able to là diễn tả một cái thói quen, một cái khả năng mà các em sẽ làm được ở trong tương lai. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của Activity 5. Đó là then ask and answer questions with your partner. Là sau đó thì các em sẽ trả hỏi và trả lời với người bạn của mình. Example, ví dụ, could you swim when you were 10? Là bạn có thể bơi khi mà bạn 10 tuổi hay không? Thì B có thể trả lời là yes, I could, hoặc là no, I couldn't, là không, tôi không thể. Thì sau đây cô sẽ tiến hành làm một ví dụ để các em có thể tham khảo. Đầu tiên, A. A, khi mà hỏi về một khả năng trong quá khứ thì A cũng sẽ hỏi là could you ride a bike when you were 10? Bạn có thể lái xe đạp khi mà bạn 10 tuổi hay không? Thì B có thể trả lời là yes, I could, hoặc no, I couldn't. Và tiếp theo, đối với hiện tại thì A có thể hỏi là can you play the piano? Là bạn có thể chơi đàn piano được hay không? Thì B cũng sẽ trả lời là yes, I can't, hoặc là no, I can't, yes, I can't.
và no, I can't. Và tiếp theo, đối với một khả năng trong tương lai thì A sẽ hỏi là will, cấu trúc will be able to thì sẽ là will you be able to play chess? After you finish year 6, là bạn có thể là chơi cờ sau khi là bạn học xong lớp 6 hay không? Thì B cũng sẽ có hai cách trả lời, đó là yes I will hoặc no I won't. Và đó là một ví dụ về cách đặt câu hỏi để diễn tả một khả năng trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Phần này các em có thể bổ sung thêm cho cô là nào. Thì các em có thể tham khảo và đặt tương tự như vậy, được áp dụng theo công thức để có thể đặt những câu hỏi và thực hành với người bạn của mình. Còn bây giờ thì cô sẽ tiếp tục di chuyển đến phần tiếp theo, đó là communication. Activity 6. Match the question with the correct answer. Yêu cầu của bài tập số 6 là các em sẽ nối những cái câu hỏi với lại những cái đáp án đúng. Thì đầu tiên cô có những câu hỏi sau. Number 1. Can you ride a motorbike? Có nghĩa là bạn có thể lái xe ô tô hay xe máy hay không? Number 2. What do you think about the new robot? Là bạn nghĩ là bạn nghĩ gì về những cái người máy mới? Tiếp theo, question number 3. Could he read when he was 6? Là anh ấy có thể đọc từ khi mà anh ấy 6 tuổi hay không? Và number 4. Will robot be able to do difficult things like riding a bike or driving a car? Chúng ta có từ difficult là khó. Nội dung của câu hỏi thứ tư là người máy thì có thể làm được những công việc khó khăn như là lái xe đạp hay là xe hơi hay không? Và tương tự thì chúng ta có 4 câu trả lời. No, he couldn't. No, they won't. Và C, yes, I can't. D, in my opinion, is too smart. Là theo ý kiến của tôi thì nó rất là thông minh. Thì cái phương pháp để làm cái bài tập này là các em sẽ xác định cái từ để hỏi ở trong câu. Tất cả đều là hầu như đều là câu nghi vấn trừ câu số 2. Thì các em sẽ xác định cái từ để hỏi là từ gì và chúng ta sẽ xác định câu trả lời. Đầu tiên, đối với câu hỏi số 1, từ để hỏi là từ can. Cho nên câu trả lời chắc chắn sẽ có từ can trong đó, cho nên đáp án mình sẽ chọn đó là đáp án C. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm câu số 2 là bạn nghĩ gì về một người máy robot mới. Thì câu này chúng ta sẽ, đó là một cái không phải là dạng câu hỏi yes no question, cho nên chúng ta sẽ chỉ có một đáp án, đó là D. Là theo ý kiến của tôi thì nó rất là thông minh, cho nên câu này cô sẽ chọn là D. Và tiếp theo, number 3, từ để hỏi đó là từ could, cho nên khi câu trả lời chúng ta sẽ có từ could. Thì câu trả lời tương ứng với từ could sẽ là no, he couldn't, là đối với câu A. Và tiếp theo, câu hỏi thứ tư, từ để hỏi là will, thì C trả lời chúng ta sẽ trả lời là yes. Yes, they will, hoặc là no, they won't. Cho nên câu trả lời chúng ta sẽ lựa chọn nó là đáp án B. Và như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong 4 câu hỏi của nội dung thứ 6. Và bây giờ thì cô sẽ tổng kết lại những cái kiến thức mà các em sẽ cần đạt được. Và tổng hợp lại là các em sẽ đạt được, quan sát được mình sẽ đạt được bao nhiêu sau khi mà chúng ta học xong phần này. Thì đầu tiên, khi mà kết thúc thì các em có thể use words and phrases for everyday activities in the house. Là có thể sử dụng được những cái từ ngữ và những cái cụm từ cho những cái hoạt động hàng ngày ở trong nhà. Tiếp theo, express opinions about some things, là sẽ nhấn mạnh những cái ý kiến về một vài thứ gì đó.
Tiếp theo, ask about someone's opinion. Hỏi ai đó, hỏi ý kiến của ai đó. Và cuối cùng, express agreement and disagreement about something. Sẽ diễn tả một cái sự đồng ý hay là không đồng ý về một điều gì đó. Chúng ta có từ agreement là đồng ý và disagreement là không đồng ý. Và như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong 6 bài tập trong lesson Looking Back, page 66, unit 12, sách giáo khoa tiếng Anh 6. Và để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết và những bài giảng hay khác thì các em có thể truy cập vào trang web loiduyhay.com để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video clip tiếp theo. Và cô chúc các em sẽ có một tuần học tập thật tốt.